Mục 2.1.5 tiết kiệm bộ nhớ. Ở ví dụ trước, mỗi khi chạy phép tính, chúng ta cấp phát bộ nhớ mới để biết kết quả của lượt chạy đó. Cụ thể, nếu biết y bằng x cộng y, ta hãy ngừng tham chiếu đến end array mà y đã chỉ đến trước đó và thay vào đó gán y vào bộ nhớ được cấp phát mới. Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta minh họa việc này với hàm id của Python. Hàm cung cấp địa chỉ chính xác của một đối tượng tham chiếu trong bộ nhớ sau khi chạy lệnh là y bằng y cộng x, nhận ra rằng y đến x đã chỉ gì khác đó là bởi vì Python trước hết sẽ tính y cộng x và cấp phát bộ nhớ mới cho nó và trả về, sau đó gán y vào đấy, tức là thêm bộ nhớ mới. Đây có thể điều không mong muốn bởi hai lý do. Thứ nhất, không phải lúc nào chúng ta cũng muốn cấp phát bộ nhớ không cần thiết. Trong học máy, chúng ta có đến hàng trăm megabyte tham số và cập nhật chúng nhiều lần mỗi giây. Thường, chúng ta muốn thực thi các cập nhật tại chỗ. Thứ hai, chúng ta có thể trỏ đến cùng tham số từ nhiều miếng khác nhau. Nếu không cập nhật tại chỗ, các bộ nhớ đã bị loại bỏ sẽ không được giải phóng, dẫn đến khả năng một số chỗ trong mã nguồn ấy vô tình tham chiếu lại các tham số cũ. May mắn thay, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện việc cấp phép tính tại chỗ với MXNet. Chúng ta có thể gán kết quả của phép tính trong một mảng đã được cấp phát trước đó, ký hiệu bằng cắt chọn là slide notation, ví dụ như là x y hai chấm hoặc bằng expression tức bằng biểu thức. Để minh họa khái niệm này, chúng ta tạo một mã nhận mới là z cùng với thông nhận y, sử dụng zero line để khởi tạo trị là z bằng zero line. Thế là nó giống y nhưng bỏ y, thì ta có là id của z thế này. Sau đó gán với cái thằng này, anh chị gán thì mới thì bằng x cộng y thì như nhau, đúng không? Và hai chấm này, gán này có thể gán tại chỗ. Nếu các phép toán tiếp theo không tái sử dụng định của x, chúng ta có thể viết x gán bằng này x cộng y để giảm thiểu việc dùng bộ nhớ không cần thiết cho quá trình tính toán. Cái này mình để ý đây, bây giờ viết này.